Vâng, xin chào tất cả mọi người. Hôm nay là ngày 14 tháng 3, 2019. Đây là trước mặt chúng ta đây là một bộ trường kỷ Ngũ Lân Vân Cầu, một tác phẩm thương hiệu của Đỗ Tĩnh. Đây là bộ ghế, đây là mẫu TK12 mà chúng tôi vừa mới hoàn thiện, bộ đầu tiên trong năm 2019, năm Kỷ Hợi. Đây là, xin giới thiệu với mọi người, thì đây là một bộ ghế Ngũ Lân 6 món bằng chất liệu gỗ gụ mật, hai ghế một kẹp, mà hai ghế đơn một kẹp ở giữa, và một bàn, một trường kỷ, một đôn đầu bàn. Và đây là bộ trường thuộc dòng trường kỷ của Đỗ Tĩnh, bộ ghế Tam Sơn Ngũ Lân Vườn Cầu, đục chạm hai mặt, hàng 6 món, là sản phẩm tâm huyết thương hiệu của đồ gỗ Đỗ Tĩnh. Toàn bộ trường kỷ Ngũ Lân Vườn Cầu được chế tác theo một phương thức truyền thống, đó là mộc thục và họ đục chạm bằng tay, dáng bóc theo lối cổ, và được hoàn thiện cũng theo lối truyền thống, đó là trà nhám vuốt vết ni trần và nâu rơm lá chuối. Ngay từ khi sản xuất bộ trường kỷ Ngũ Lân Vườn Cầu thì đồ gỗ Đỗ Tĩnh đã chắt lọc rất là kỹ càng những cái từ nguyên liệu gỗ quý hiếm, và đem phơi sấy một cách tự nhiên, được gỗ được gối gần một năm trời, vì thế là gỗ rất là đạt tiêu chuẩn. Và chúng tôi luôn đảm bảo với khách hàng rằng bộ Ngũ Lân Vườn Cầu, hàng 6 món này hay tất cả những sản phẩm của Đỗ Tĩnh đều rất gỗ là mộc rất sạch sẽ và không có rác. Mọi người có thể nhìn được dáng vóc qua cái góc quay này. Đấy, dáng vóc của bộ ghế rất là đẹp, hoành tráng và nổi bật, rất là khác biệt. Và bộ không những mặt đằng trước mà mặt đằng sau của bộ Ngũ Lân Vườn Cầu Đỗ Tĩnh, bộ năm 2019, năm Kỷ Hợi này, cũng được đục chạm rất là sắc nét. Đấy, mọi người thấy cảm nhận rất là sắc nét, đục chạm sắc nét như mặt đằng trước luôn. Và chúng tôi hoàn thiện thì khi mà mọi người sờ vào cảm nhận rất là mát tay, mát, mịn, mịn mà. Những cái đường cong bom V này được chúng tôi nạo vét và làm rất là cân đối, rất là đẹp mắt và mướt mắt, và hoàn thiện rất là trau chuốt. Đấy, mọi người thì cảm nhận rất là trau chuốt và mịn mà. Một sản phẩm kỹ thì chúng ta chỉ cần nhìn lướt qua, nhìn về độ kỹ lưỡng mịn màng của sản phẩm thì chúng ta sẽ cảm nhận được nó. Tất cả những đường nét hoa văn kiểu chữ thọ đều được đục chạm cách điệu, không làm mất đi tinh thần xưa cũ của bộ ghế. Mọi người có thể nhìn thấy những chữ thọ rất là đẹp đúng không ạ? Rất là vuông vắn. Một bộ ghế 6 món được chúng tôi hoàn thiện và đục chạm không tiếc công, và nhìn dáng dấp của từng chi tiết, từng món rất là đẹp. Ngay cả phần đôn này, một khối gỗ rất to nhưng phần dưới được vơ đi trông rất là điệu, rất là bay. Một khối gỗ chân vuông 7 phần nhưng được vơ đi trông rất là bay, bay chiếc đôn này. Chiếc đôn cảm giác rất là bổng, không bị nặng trịch, không bị trông thô mà trông rất là mềm mại. Bộ trường kỷ của chúng tôi thì về phần mộc thì được lựa chọn rất kỹ và được vơ dáng đục chạm thủ công. Về lượng gỗ thì cũng có thể xem với lại những cái bộ ngoài thị trường, nhưng về dáng vóc, về cách làm, cách hoàn thiện nên một bộ sản phẩm này nó rất là kỳ công. Nó không phải cái hàng đục máy.
không phải cái hàng làm hàng chợ. Vì thế chúng tôi hoàn thiện và làm rất tỉ mỉ. Ngay cả phần những cái góc cạnh chúng tôi bo đi bo lại, vơ rất là đều mịn, đẹp, chứ không suông thẳng hay là gồ ghề như những cái hàng ngoài thị trường. Và thị trường có rất là nhiều những cái sản phẩm mà na ná với những cái tác phẩm như thế này của Đỗ Tinh. Và đây là một bộ trường tháo rời. Chúng ta có thể tháo rời từng chi tiết. Và như các bạn biết đấy, thì những cái tác phẩm mà chúng ta có thể tháo rời được thì điều đầu tiên mà chúng ta cần đó là mà gỗ phải chuẩn, phải khô, phải đủ đảm bảo thì chúng ta mới làm được hàng tháo rời. Không thì sau khi dùng gỗ không được khô, không được chuẩn, gỗ không già cây thì chúng sau một thời gian dùng gỗ sẽ ngót lại và mộng sẽ hở, và chúng ta sẽ có thể dùng tay tháo ra được, kéo ra được từng chi tiết và nó sẽ sộc sạch. Nhưng không, Đỗ Tĩnh thì không. Với Đỗ Tĩnh thì những vấn đề đó thì sẽ không xảy ra, vì tất cả mọi thứ chúng tôi đều đảm bảo cho những cái độ bền. Ngoài những cái độ mỹ thuật thì chúng tôi luôn đảm bảo độ bền cho sản phẩm. Và điều đáng nói tiếp theo ở đây đó là hàng ngang. Hàng ngang thì tất cả những cái sản phẩm của Đỗ Tĩnh đều được làm rất phẳng phiu. Đây, khi mà chúng ta cảm nhận như một tấm gương. Xin lỗi mọi người, rồi tôi nghe điện thoại, mọi người hãy cùng cứ cảm nhận đi ạ. Alo, nghe này. Cho bốn thì mình cho vào những cái sản phẩm nhỏ mà. Tăng lên một chút nữa đi. Được, ok. Không thì bớt chi tiết đi nha. Nó sao nó hợp lý. Tùy đấy, bớt chi tiết đi, bớt thông tin đi cũng được. Đúng rồi. Ok, không sao. Nhá. Đây, cũng nói tiếp theo đó là về phần hàng ngang. Mọi người thấy cảm nhận này, rất là phẳng phiu. Phẳng phiu và đều là mộng thục. Mọi người thấy nhìn này, đó, mộng thục này. Rất là phẳng phiu và những cái phần này không có hở. Không có hở. Phần này cũng vậy. Này. Rất là dày dặn chắc chắn. Không những dày dặn chắc chắn mà phải đẹp. Có khi chúng ta dùng những thớ gỗ, những cái khối gỗ dày dặn hơn, chúng ta muốn nó dày dặn hơn, đặt dày dặn hơn ở những cơ sở khác thì nó sẽ thô hơn, nó sẽ rất thô. Vì thực ra mọi chi tiết đều được chúng tôi đã tính toán. Những người thợ cả lành nghề, giàu kinh nghiệm đã cân đong đo đếm từ dáng dấp rất là chuẩn, hài hòa, cân đối với nhau, và nó còn phù hợp với lại dáng vóc, form dáng của con người Việt Nam. Chúng ta ngồi rất thoải mái, ghế của chúng tôi cao tới tận 51, vì thế là khi ngồi rất là thoải mái, chân chúng ta sẽ không bị chân sẽ không bị chạm đất, vì thế là chúng ta ngồi lâu sẽ không bị mỏi. Và nói sơ qua về kích thước thì một chiếc trường như thế này là dài 1m97 phủ bì, sâu là 56 đó, một trường. Chiếc bàn thì là dài 1m4 và cao là 59, rộng của nó là 69, rất rộng.
còn đôn là 5 năm và 40 năm. Còn một chiếc ghế đơn như thế này. Một chiếc ghế đơn như thế này là chiều ngang của nó là 65 và chiều sâu của nó là 1 mét, chiều sâu của nó là 56. Rất là thoải mái. Và khi mà chúng ta đứng ngồi thì những cái phần tựa này nó sẽ tới chóp đầu của chúng ta. Sẽ tới chóp đầu. Đấy, để mọi người dễ hình dung hơn. Mình sẽ dễ hình dung hơn khi mà và đứng thì sẽ tới ngực. Và từng đường nét, đây tôi sẽ đi vào chi tiết cho mọi người cùng cảm nhận. Đây, đây chi tiết của một chiếc trường. Đây mọi người thì cảm nhận những đường nét rất là tỉ mỉ, sắc nét. Đấy, chúng ta cùng cảm nhận, càng ngắm nhìn thì càng nhận ra những cái đường nét rất là tỉ mỉ mà người thợ đục của chúng tôi đã tả hồn vào. Bộ ghế này làm từ lúc ra phôi gỗ cho đến lúc hoàn thiện thì mất 1 năm. Vì nguyên liệu đây là cho mọi người, vì thế này sẽ không xem được phần bệ. Thì đây, phần bệ đây rất là sắc nét, rất là sắc nét. Đồ gỗ Độ Tĩnh, website dotinh.com, rất là sắc nét. Đó, mượt mà. Đây là phần, đây là tại sao gọi là ngũ nân vườn cầu. Ngũ nân vườn cầu là năm chú nân 1, 2, 3, 4, 5 đang vườn quanh cầu. Thì theo phong thủy, ý nghĩa của người châu Á mình thì ngũ nân mang lại những niềm vui tươi, xua đổi những cái khí độc trong nhà. Khi mà trong nhà mình hòa khí vui tươi thì mọi lo âu, mọi điểm xui sẽ bị xua tan. Và nó còn mang lại nội lực cho gia chủ, một nguồn năng lượng rất lớn mà giúp cho những người làm kinh tế có được một cái ý chí phấn đấu mạnh mẽ. Mọi người có thể nhìn thấy những cái đường triện của chúng tôi. Đây là trương liền, trương liền. Và những cái đường triện của chúng tôi rất vuông vắn và trông rất khỏe khoắn. Đúng không ạ? Đấy. Mọi người cũng cảm nhận. Dáng ghế Tam Sơn, đây là ngũ nân vườn cầu cũng thuộc dòng ghế Tam Sơn. Tam Sơn có nghĩa là ba tựa, một tựa, hai tựa, ba tựa, có ba, hai tựa, có một tựa ở giữa là cao. Người ta gọi là Tam Sơn. Và có rất là nhiều bác hỏi là hỏi rất là khó cho chúng tôi khi mà xem clip trên mạng, thì hỏi là bộ ghế Tam Sơn này bao nhiêu tiền. Vì thực ra Độ Tĩnh có rất là nhiều mẫu Tam Sơn Huế. Ngay cả bên kia bộ trưởng Bách Vật cũng là bộ trưởng Tam Sơn. Rồi bộ trưởng Thọ của nghệ nhân Huế kia cũng là trường Tam Sơn của Độ Tĩnh. Tất cả từ kia, từ ngoài và trong đều là bộ Tam Sơn. Đấy, đấy, bộ đầu tiên ở phía ngoài cũng là Tam Sơn. Bộ thứ hai là Tam Sơn Triện Dắt. Rất là nhiều mẫu mã Tam Sơn. Nếu mọi người thì cảm nhận và nói qua cách hoàn thiện. Cách hoàn thiện của chúng tôi sau khi đục chạm rất kỹ thì những người phụ nữ của làng nghề Hải Minh, hay gọi là những nhân công đánh dây đáp ấy, những người lành nghề mà đang làm cho Độ Tĩnh thì người sẽ nạo cán bề mặt rất là phẳng phiu. Rất là phẳng phiu, mọi người thấy cảm nhận như một tấm gương. Đấy, phản chiếu ánh sáng như một tấm gương. Vuốt vuốt bằng tay mà đạt tới cái mức độ phẳng và phản như một tấm gương được.
thì mọi người phải biết là chúng tôi đầu tư rất là nhiều công thế. Cái hoàn thiện rất là mịn màng, đẹp, men màu của gỗ cũng rất là chuẩn, không bị phủ màu, không bị dùng những chất công nghiệp, rất là mịn. Sờ phần dưới này cũng thế này, rất là mịn, đẹp. Đấy, có lẽ một đoạn clip dài như này cũng để đủ cho mọi người cùng cảm nhận được một bộ trường kỷ mẫu TK17, bộ trường kỷ ngũ lân 6 món, dòng 6 món TK17 của Đỗ Tĩnh, bộ đầu tiên mà chúng tôi hoàn thiện năm Kỷ Hợi 2019. Và để biết thêm thông tin chi tiết, mọi người hãy truy cập vào website dotinh.com, danh mục trường kỷ TK17, hoặc mọi người có thể về trực tiếp showroom Đỗ Tĩnh tại Hải Minh, Hải Hậu, Nam Định. Xin cảm ơn mọi người rất nhiều đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Chúc mọi người một ngày may mắn và hạnh phúc. Xin cảm ơn.